phải vậy thôi, phải chịu đấm bằng sâu làm mẹ luôn. Làm mẹ mà không chịu đấm bằng sâu đừng có làm thế chứ không biết làm sao nữa. Rồi toàn rồi bách bách anh lại cái vòng vòng này có yêu quỷ gì không anh lại hả? Yêu quỷ anh là yêu quỷ á. Anh là yêu quỷ hả? Trời ơi như thế vậy rồi tối mình làm gì anh lại anh nói gì đâu khó mình đi có đi làm người ta sợ không nói gì đâu ai tu rồi tu phước mà nhà hình và hồn nó có phước lắm nó mới gì được lọt vào đây tu à à căng căng vậy trời ơi. Vậy là anh không có làm cho anh ta sợ ha viên nào mà ở ngoài đó có điều người gác cổng hết á à, ngoài chỗ đó là có gác cổng cho anh luôn ha cái hồn hình nào á được phép vào mới mở ủa cái lịch trình của mình ngày mai là mình sẽ làm gì lại làm gì đâu không biết đâu mai bữa nay là đã kết thúc rồi mai không biết không làm đừng có nói cái chuyện kết thúc sao cứ thôi thế nào mày kỳ thế rồi là mình lát mơ đi phòng rửa chứ không không lát mơ á cái cây này có lát mơ chú bố ơi lát mơ này để đây đâu rồi rồi lát mơ đây rửa đi xong rửa lát mơ đi xong để nó ba cần mày con này mà ăn là tối như là ghiền luôn nó sư phụ ơi thèm lắm rồi em nghe mùi cày em thèm lắm rồi sư phụ ơi nghe mùi thơm sư phụ đó hai con nấu cái cày đấy ôi dồi ôi sôi rồi một miếng đùi luôn hai miếng đùi luôn ôi. Trời ơi. Giờ mọi người làm gì làm mới gắng lo tịnh tâm nó nếu trong thân cái nghĩ trên đầu Mình tâm tịnh là mình làm sao anh lại nhắm mắt lại ngậm miệng lại coi lên ý nghĩ trên đầu tỉnh thiền đi thập thiền đi thiền là dương xe lại đi ha anh lại lộn đây em lại đặng khi nào giờ mình nhắm mắt rồi ra màu đúng không anh lại anh mới đầu anh nhắm tịnh về nó đen thui rồi dữ quật đen nâu rồi xong nó anh tịnh càng trong nó mới chuyển lên màu gì chuyển lên màu là mình thành phật hết vậy anh chưa đâu chưa hả phải làm công hạnh đi công hạnh anh tiễn lên màu xong rồi á là bắt đầu anh mới có biết được cái con đường thôi à hiểu không còn anh phải làm cái công hạnh cho cái hình này cho nó được sáng sạch từ trên thượng trung hạ luôn là mình tắm rửa bằng xà bông rồi gì đó đâu tắm giờ của trần này ôi nó cái sạch chỉ có tắm tắm bằng cái khí cái năng lượng ánh sáng à vậy mình không cần tắm á tắm chứ vật lý mấy anh mà không tắm nó hôi chứ nọ chừng nào mà thân các anh mà quá khí á trở thành cho thân kim cang á mới là nghiệp trong thân anh không nó không báo vô kìa anh rồi nghiệp không còn á chém ghẹo vợ ổng nói là thiệt đó chứ anh nha đừng có ghẹo vợ tay nha nói giờ là con gái mai bữa nay là hàng báo đốm đó nó vi phạm không vi phạm nó ghi vô sổ vô sổ đen anh lại vô tàu ngoài đi lì lại vô sổ đen đâu có vay tiền được hết đâu không vay vốn được nữa cắt lụn vay ngân hàng là vô sổ đen người ta đâu cho vay tiền nói chung là hôm nay sư phụ luộc cái món này anh em mình học hỏi luộc món gì món cây thơm sư phụ người rừng mà người rừng á bây giờ cái món này mình cây nấu à. Kiểu nào cho ngon á sư phụ biết người rừng ăn cây luôn trời ơi đang nấu món là trông gắt bếp nha mọi người có con cái này là có xà chứ sư phụ có riêng có riêng chứ có riêng có xà chứ đây lục riêng rồi à giống như là mắm tôm lá gì lá mương ăn nhờ sao bay được trời Ăn kiểu này là bay dưới đồ cây thôi rồi. Bay mình đi xe thôi. Mấy mây tự tìm đi, mấy mây đừng lại đây tìm tao. Không, bay dưới cây á. Mấy mây tự tìm đi. Cái lá này là đốt người cũng như là hết một kiếp người phải không? Là kiếp cây lá dụng gì tội thành thối nó thì bay. Thì sư phụ cũng xiên với vợ thì nằm trong đó mà sư phụ nấu ăn rồi giặt đồ. Mấy tất cả như tại sao đất? Làm thế chứ không? Nằm trên nước. Đất nằm dưới lòng đất. Sao nó cái gì mà đất nằm trên nước hiểu không rồi cây thì nằm trên đất phải không ủa cây nó nằm muốn nằm đâu nó nằm một bạch bạch cúc tinh sao bay được sư phụ mẹ nó
tu nó còn giỏi hơn cái hình người vợ đó. Cái hình người các anh nhiều khi không thấy được hồn chứ nó thấy hết. Dữ vậy? Mà cô Tinh sinh ra từ đâu chứ cậu? Thì nó từ đâu tới thì nó sinh ra thành vậy. Dữ vậy? Thì nó mới ta lấy được cái tinh hoa. À, tinh hoa. Tinh hoa của càng khôn. Thì nó mới thành, nó mới là gọi là tinh, ta nói nó thành tinh chứ đâu phải tinh. À. Sự tiến hóa của nó chứ mình nói nó tinh sao được. Mà tiến hóa. Loài thú nào nó không tiến hết trơn á. Con nào cũng có con chúa cả, con người cũng có chúa. Con nhưng vật cũng có chúa. Tiến hóa từ đâu mới được chứ. Ủa ngay trong cái thân mình á, mình để nó lâu ngày quá nó khổ đau đó khác thì nó bóp mình thôi. Nó bóp bụng mình nói vậy lại. Bóp tim. À. Bóp gan, bóp cổ. Sư phụ ơi, nín em thở. Em hỏi nữa là nghẹt cổ đó. Mấy thầy kia không có anh thì cày mà sao sư phụ anh đi cày về thầy à, sư phụ. Tao không biết nào ăn gì đó, ăn tao ở đây Phật hay Chúa gì á, mấy ổng không có kêu mình đó là dùng chay hay dùng gì cả. Mình muốn ăn cái gì đó mình ăn. Mình ăn sao cho nó tiến là mình tiến. Thân người là tượng trưng cho Thượng Đế. Thấy không? Tất cả hàng thực vật và động vật này á, là để nó phụng sự cho mình. Mà mình ăn gì đó mình ăn. Mình ăn nó nhờ cái hình mình tu mình tịnh nó được tiến. Nhưng là mà phước. Em sợ tôi lỗi. Còn mà mình á không ăn, nó không nhờ cái hình mình được, mình không tịnh mình không tu cho nó tiến, tức là mình nợ nó. Thì nó đến lúc đến giờ rồi nó mạnh lên rồi nó bóp rồi, mình rồi, bánh rồi, xác. Rồi, những người không tu sao sư phụ? Thì đó cứ nợ chồng nợ thôi chứ giờ hỏi gì? Cứ nợ chồng nợ. Ừ. Họ đâu có làm nợ đâu thứ. Ủa, hàng ngày mấy bay ăn của Thượng Đế một ngày bao nhiêu? Một ngày bao nhiêu thực vật và động vật nó tao nghe coi. Mấy bay nó nói không nợ đúng không? Tại sao người bị bệnh đau? Nó bệnh đau đó là người trần mất thịt thôi, mất. Không phải, mình đừng đổ thừa. Mình ăn xong rồi mình cứ quỵt nợ không à. Mình lừa chúng sinh đúng không? Thân mình là tượng trưng cho Thượng Đế, tức là thân mình này là thân người là thân Phật đi. Mà mình nó là hàng chúng sinh, hàng thấp này nè, mình ăn mình lừa nó nè. Nhưng mà mình ăn rồi mình có cảm thấy tội lỗi không? Tội cái đầu mày. Chú Phương nói em vậy. Nè ăn rồi mà tội lỗi ăn. Mày ăn rồi nãy giờ cái lỗ cây, lỗ tai của mày á là lỗ tai cây. Tao nói mà mày không có lo mày nghe. Mày ăn gì đó mày ăn. Tôi đang sách đen luôn anh lại. Mày ăn cái gì đó mày ăn, mà mày ăn cho nó tiến được thì phước. Còn mày ăn mà nó không tiến là nợ. Nó có quyền bóp mày đó. Anh cho bây giờ mà anh đầu hũ nấu già cây được không sư phụ? Cái đó chuyện nó của mày. Phải của tao. Sao không chế ông báo quá vậy? Anh lỗi. Mấy thằng lùng này là mấy thằng nó có dứt lý gì lùng tao hô tao xuống. Mấy lùng hết trơn rồi. Thì ra thì ra là như vậy hả? Ủa bữa anh Lợi nói nhất lý gì lùng tam hô tới súng anh luôn. Anh Lợi. Chứ sao nó có đời đó làm sao thì nó nhân có tạo thì quả sẽ lãnh thôi. Lùng là như thế nào anh Lợi? Lùng là như thế nào? Phải lâu nha. Coi thường người đại thượng nhân. Ôi trời ơi. Ồ đại thượng nhân luôn á Lợi. Là cái hình đẹp hình xấu là mình do cái nhân là, mình tạo là, mình mấy cái người chê bai anh Lợi mới nói hồi nãy do kiếp trước mình tạo ra cái gì đó thì đó mình nói này cái nọ em hỏi câu này nè sư phụ có thương em không? Không tao không thương đâu mày rồi. Phải tự thương mày trước đi. Bây giờ sự vợ của sư phụ thương em sư phụ có cho không? Ôi tao cũng không biết luôn mày cái chuyện đó của nó với mày thấy không? Nó ghen nha, bây giờ em thương mày hỏi á, tao nói rồi mấy cái này mấy cái YouTube này nó phạm vô này cái nọ nó quánh mày được nó tại sao nha. Ôi trời em quánh mà chết luôn đó nha, phải đơn giản thôi nha. Mày hỏi đi tao cho nói. Nó luôn đó. Nó luôn đó. Nó chơi đâu. Trời ơi, mày hỏi thì tao nói. Chuyện á, anh cấp quyền cho em lại. Em quốc bảo đen cho. Đó là thằng nào mà nó vi phạm á mà mọi người tự xử nó đi. Anh cấp quyền em ha. Tự xử luôn. Bắt nó lại. Vật lý thì chơi theo vật lý. Bắt cột lại. Trời bẻ vô bà con nói quét rồi kìa. Con người ở nắng đó con ơi. Ở lại sao ngày xưa tại khi bị nước đè với anh lại. Trời ơi không phải ở lại cuối mơn này nè ông mới được về. À. Ngũ hành gọi là Nam Châu á. Ngũ hành Nam Châu. Ông phải lo lại hết trên cái đất nước Việt Nam này là cả Nam Châu luôn. Đây. Tất cả Nam Châu nó phải gom về đất nước Việt Nam. Hiểu không? Hàng vua chúa nó lên được hàng vua chúa xong nó bỏ nó mới về đây làm dân. Bỏ hình. Thì là tất cả các nước phải về sang Việt Nam ổng gom về đây hết rồi. Học lớp mấy anh lại?
thì học chuyện đời trước đi, học chuyện đời làm mọi cho nhân dân, làm mọi cho này cái nọ đi, góp công đi. Thôi ông lo mình nói hoài, nói với chị mấy, nói hoài mấy anh, mấy anh phải lập công á, cái gì cũng hàng nào cũng phải vậy, nên lập công như thành lập đó anh lại. Ủa mình lập công đi rồi là hiền trước đi, rồi mới biết lên cái nhân đạo này, nhân hiền trước đi, rồi mình mới tiến lên. Rồi ông tiến lên hàng thần thánh tiên gì đó. Cái lửa này là từ đâu ra ông hết trơn? Lửa âm dương là lửa của trời, đúng không? Của thượng đế phải không? Cái này em nghĩ lửa là dòng đất của Naka. Đất là của mẹ. Quả của Naka. Naka là có cấp con thôi. Chị nghe ông nấu xong chắc cứ tư lượng của anh luôn của ông. Thì đó ông con cha, con đế cả. Mấy cái bà mà vậy sao mà chính được thiệt trời bảy món á, có hiền rồi nè, không ra nhiều lắm. Cứ ra thầy ơi, để giờ mai về chính đâu. Cửa đi. Hai cái đùi luôn, đùi to chà bạ luôn. Trời đi, nhậu. Ôi trời ơi. Sẵn loại cái này là thịt heo á, sẵn loại nhìn thấy quá trời. Đâu chưa chín đâu, chưa lại rồi. Đổ thêm nước lên lại ơi, nước thêm lại luôn, nước thêm lại. Nồi vàng ống luôn, đùi vàng ống luôn. À, đâu. À, rồi sao? Đổ thêm nước đi, đổ thêm nước đi. Con này khứa ra, cho mắm, gì cho nước mắm, chè cho nước mắm cha ông nội. Con này khứa ra là ăn ngon lắm nha. Này đúng là độc lạ luôn nha. Thái Lan đâu khứa ra đi sư phụ. Không được, không cho đi nước. Chuyện bay làm, còn chị ta làm khác. À thầy kêu đừng có dạy người giàu kiếm tiền đúng không? Người thành công có lối đi riêng. À, thì ra là người thành công có lối đi riêng. À, ghê, ghê. Ở trong này cũng như mình bế quan phải không lại? Mình biết tường cái khó cả đó. Bế quan người nhà mấy năm ấy mình sức chảy rồi đó. Giờ xong hết rồi, độ đời tắt đi thầy ơi, tình đạo Phật đạo giờ tình đạo xong rồi, tiên đạo tắt thầy kìa, tái không ghê chưa, ghê vậy, ghê chưa, ghê. Tình đạo là dương đạo đó, bữa tình đạo đó là hai đứa ôm ôm nhau đó. Ai sư phụ, đứa kia đó dưới trình đó, gọi là tặng lợi cho quân đó, xin hả. Ra với mặt sư phụ đẹp quá vậy. Sư phụ ở rừng mà sư phụ có dưỡng da không? Đẹp vậy. Đi spa được quá hả? Này chắc là đi spa mỗi ngày luôn. Anh xin đi spa. Ủa sư phụ có xiềng xích hai thiếu nữ không? Sao người ta nói sư phụ xiềng xích? Quanh xóm đây ai đều nói đó. Hàng xóm người ta nói quá trời luôn. Ai cũng có chừng có tay. Đâu? Phải không? Đâu, xiềng xích. Đó. Muốn ăn con là bé mà thấy vô là cứu mẹ nó kìa. Trời, con nó làm việc đó. Báo vợ mẹ nó luôn. Mấy đứa anh ghê luôn á, lợi anh cho nó đi học mà cho học cấp 4 vậy. Ừ, trường đời nó học hết rồi. Còn thân nó nhỏ, cái thân nó nhỏ vậy thôi chứ hồn học hết rồi. À, học trường đời rồi hả? Hồn nó hả, ngang với Nguyễn Phương Ngân. Trời ơi, ghê vậy anh lại. Tính biết hả? Mấy anh đâu có biết hồn dương như thế nào đâu. Giờ mấy anh mới nghe được pháp dương này thôi. Sao ông bỏ nước vô hết đó rồi kìa ông Lệ ơi. Chiền như nướng luôn. Nghe nói Phật xuống là xuống trái đất này là đi bằng mây xuống hả gì anh Lệ? Trời ơi mây cái đó là hàng thấp rồi. Hàng thấp đi hả? Xuống nên đi bằng cái quang này đi mà tốc độ nó lẹ hơn ánh sáng này mà có cái gì mà đỡ. Vậy không phải đi bằng ổng đi lên đi xuống á, ổng đi lên á về cung Bạch Ngọc ổng đi lên đi xuống á. Cũng như là ổng vừa cho cái chiếc xe mà giống như cái tàu quả phải không? Ừ. 19 bằng hồn, ổng đem lên 1 phút, ổng đi xuống 1 phút, tức là ngưng phút rồi ổng đem lên tiếp nữa. Vậy đó. Thì mấy bạn tính như thế nào là ổng đi tốc độ sao? Ừ. Mà từ đây về tới cung Bạch Ngọc ít nhất là 13.000 cây số. À 13.000 cây số hả? 13.000 cây số vậy. Từ đây qua tới Đài Loan ha. Lão đang làm ẩm thực. Cái chính là nó chưa chính được đâu. Thì mình lấy độ ba triệu cây số á thì mình lấy độ cao đi gì tới. Còn mà anh đi phi thuyền nó chạy vòng vậy. Đi phi thuyền hả? Nếu mà anh đi phi thuyền anh đi từ đây qua Mỹ rồi mấy tiếng đồng hồ, ba mấy tiếng không?
mình lên trời mình đi phi thuyền còn á, đâu có phi thuyền của Trần Giang NASA đâu nè, nó lên tới dữ lắm cũng chăng thôi, sao quả thôi, làm sao mà về tới trung tâm của trời được. Ở trên trời có thành phố gì không anh Lợi? Đó, thành phố là Thách Đức nè, thành phố đó. Thành Đức hả? Thành Đức á, Thành Đức. Quên Thành Đức á. Thành thành phố đó là gọi là thành phố Thành Đức hả? Ừ, có tỉnh xã gì không anh Lợi trên đó đó? Tỉnh đại á, cái tỉnh là của cung Bạch Ngọc là cha. À, xã Bầu Trời. Còn những, cái Thành Đức á là của ông chúa. Ủa anh Lợi làm sao để mà mình hóa giải được lưng dài làm biến? Cạo cục nhất. Cạo cục nhất anh lưng hả? Mấy bay gắng lo đi. Nói với sư phụ ơi, mấy bay đường còn dài lắm. Đường còn dài. Đói đường không? Còn dài mới biết ngựa hay. Ừ, hay. Đó đừng kêu thượng đế thì cứu con nha. Không. Không bao giờ. Mình làm mình chịu. Chịu mình lớn lên là người chịu. Ừ, nhớ nha. Vâng. Mấy món mà kêu ông trời cái ông đánh cho cái đùng nữa. Mọi người follow bếp, mấy bếp anh em đi, mai mai mỗi ngày một món nha. À mà cái rồi, thực mà. Trời sẹt đó, trời nắng có sẹt được không anh Lợi? Mọi người muốn ăn món gì mọi người để lại bình luận nha. Thấy trời chuyển mưa. Tại vì trời chuyển mưa là tượng trưng cho mà bắt đầu là sấm sét âm dương. À, không? Lại âm dương. Lại âm dương. Bây giờ là cái bằng ngày á, nhiều khi cái năng lượng cái sấm sét mình không thấy được. Còn trời mưa nó sậm trời mấy anh mới thấy được. Còn mà cái năng lượng này mấy anh không bao giờ thấy được. Chỉ có nhìn nhắm mắt là nhìn trong bản thể này coi nó chuyển. Ổn lạnh vậy? Nó chuyển trong bản thể mình thôi. Mà mình đánh cái đó là đánh từ độ cao dữ không anh Lợi? Không, cao. Cao lắm hả? Độ cao cái từng sóng nó cao. Đây là chiếc siêu xe mà. Mà mình nghe nó đánh nó bằng cái búa dao lam. Quyền lực không đó. Trong cái quyền lực của ông đó yêu cầu ông ấy ra gì thôi, ông giơ cái tay ra thôi, ông làm gì đó thôi là đầu là sao nghe nói mấy người gọi là quyền lực, mấy người kia nói đánh bằng cái búa năng lượng người nghĩ đó là hạt mà còn mấy ông mà à, chết chưa rồi khô nước rồi kìa, cháy đó kìa, cháy rồi khét rồi kìa, mới đạo lý đó rồi, khét rồi mở nước vô, chọn vô rồi nước vô anh về được rồi, anh chín rồi đó, anh đi được rồi á, trời ơi ném vô vậy hả? Trời đất ơi, nhanh gọn lẹ quá vậy, sao không ổn ở đây chặt chậm anh em ăn. Ông lão xiên xích. Trời ơi, ông làm một cái rẹt rồi, hết cơ hội luôn rồi. Không xong rồi hả? Trời, mé vô làm cái rèo nhanh gọn lẹ luôn. Thơm thế. Cái bỏng cái rồi. Mắm em. Ôi thơm quá. Nó ngon